chứ mẹ rồi đâu, có chứ làm gì. Để đi. Bỏ, rồi đó, ông bỏ luôn rồi đó. 3 chiếc máy xế luôn mấy bạn ơi. Này là di chuyển phà qua sông để chuẩn bị xế nha. Bên đây còn khô quá, nó chưa có nước nên chúng tôi tạm thời di chuyển qua đây. Rồi chút xíu nữa mình sẽ quay cảnh xế cho mấy bạn xem nha. Chất rồi. Đâu ba chiếc này rồi đó hả? Quay cho mấy bạn xem nó rõ rồi đó. Rồi một chiếc nghe mấy bạn ơi. Rồi bây giờ đi vô. Phía trước đó có một chiếc ở mấy sông đang cặp bến để chuẩn bị lên bờ. Mình sẽ vô quay cảnh lên bờ cho mấy bạn xem nữa nha. Phía trước mình là nó vào mấy bạn. Rồi lui cái chiếc chẹt này ra thì cái chiếc chẹt kia vô để lên máy được ha. Rồi bên kia cũng xuống chiếc nữa, bên kia đang đợi. Nhà này có 5-6 chiếc luôn mấy bạn. Đó, rồi cặp bến mấy bạn ơi. Ghê vậy? Này tài xế này có khác nha mấy bạn ơi, chỉ cần 2 cái cặp cây này là lên được rồi. Thì vậy nữa các bạn. Nói về mình chưa thấy mấy cái cảnh như thế này nha. Bữa nay mình quay cho mấy bạn xem. Rồi đồng thời để mình chứng kiến luôn. ổ giá chạy lên rồi. Rồi cái này là cầm neo nó lại, đừng cho nó bị bê cái vỏ ra. Rồi kiểu này bữa nay là chắc đâu có gọi cu này nói 10 giờ rồi. Phía dưới đó cũng có chiếc nó đang cặp bến đó mấy bạn. Xong chiếc này lên xong rồi chiếc kia nó mới chạy ra. Rồi quay máy tịnh cho mấy bạn xem. Đó. Có tay cận trời. Rồi bắt đầu lên bờ ngoạn mục cho mấy bạn xem nha. Đó. Siêu đỉnh luôn đó bạn ơi. Để ăn hai cái đồng rồi nó bạn ơi. Đó. Xế bay luôn. Cao quá các bạn ơi. Bên kia một chiếc nữa. Rồi bây giờ chiếc thứ ba. Anh lên ảnh lui cái chạy ra ngoài để chiếc kia nó vô, rồi mình sẽ quay ba chiếc chạy cùng một lúc cho các bạn xem nha. Cái này là chỉ là mấy cảnh mở đầu thôi, mấy cảnh lên dẹp thôi, chưa chạy nha các bạn. Để máy chạy luôn chút nữa khỏi công quay nha. Rồi đi theo tài xế mấy bạn ơi. Đó, chiếc này ra thì chiếc kia cũng vừa vô tới bờ luôn các bạn ơi. Chiếc kia đang đậu ở đó chờ rồi, sẵn rồi đó. Rồi giờ chúng ta xem chiếc này lên như thế nào nữa nha. Chiếc bên đó thì có chỉ sắt đàng hoàng mấy bạn. Ba tài xế luôn, ba chẹt luôn. Thì cái chiếc chẹt này thì so với những chiếc chẹt kia thì nó bự hơn, nó dịch dạng hơn. Chiếc chẹt bên kia thì nó hơi nhỏ hơn mấy bạn, lú bánh lòng ra ngoài luôn. Rồi vô tới rồi mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn xem cảnh lên phà cái ngoạn mục nữa nha. Này đóng xuống cái là lên rồi. Rồi đó. Rồi xong rồi đó. Rồi bắt đầu là chuẩn bị lên để máy chạy luôn các bạn ơi. Đó bây giờ mỗi tài xế có một cái cách chạy và cách lên rất là riêng biệt nha. Tài xế này cũng rất là hay. rất là giàu kinh nghiệm. Đè máy chạy đây kìa. Không hỏng bánh luôn các bạn ơi. Đó. Rồi. Ba chiếc cùng hoạt động hả các bạn ơi. Chiếc kia chạy hiện này kìa. Quá dữ, chạy bay bay luôn các bạn ơi. Rồi xa quá thì chút xíu nó lại mình sẽ quay cho các bạn xem nè.